Nhà đất Tây Ninh TV xin thân ái chào mừng cô chú anh chị và các bạn. Và chủ đầu tư gần xa trở lại với kênh YouTube Nhà đất Tây Ninh của mình hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mình một lô đất mới. Lô đất này hậu rất là dài luôn. Ngang 10 m, hậu dài tới 50 m. Đường mình là đường thông của chú chị ha, đường thông. Đường thông rất là lớn luôn, 7 8 m. Nhìn nhà thì dân cư đông đúc. Hiện đoạn đường này mình sẽ thông qua quốc lộ 22 của chú chị ha. Khoảng chưa tới 1 km, tầm 1 km thôi chú chị ha. Thì vị trí đất của mình ngày hôm nay ở đây, chú chị thấy nhà dân cư rất là đông luôn, nguyên một dãy nhà rất là đông. Thì bên lô đất của mình chưa có nhà, hiện tại đây còn rất là nhiều lô. Hôm nay chủ kêu bán, thì cô chú anh chị mình xem được video là vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ. Rồi có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo 0878948369. Xin cảm ơn. Đây, thì vị trí đất của mình đây, ngay trụ xi măng này, mình tới xíu đây, ngay trụ xi măng này, chú chị thấy nha. Từ trụ xi măng này mình sẽ đổ dài qua bên đây đó, tới mấy tường, mấy hàng rào B40 này. Thì đây hàng rào B40 của chú vậy ha, thì tới trụ cái bụi cây này là hàng rào B40, mình tới xíu cho chi tiết luôn đó. Lô đất của chủ là bán 10 mét, chủ chị ha, 10 mét ngang, sâu vô trong là 50 mét. Ở bên kia có mặt đường nhựa nhưng chú chị ha, mà chưa biết đất mình đi tới đâu nữa, chủ gửi mình báo thôi. 10 mét, sâu vô trong là 50 mét, có thổ cư là 50, chủ bán là giá là 2 tỷ, chưa qua đầu tư của chú chị ha. Đường này mình thông qua đường, thông ra đường nhựa đó, đây mình sẽ cách nhựa khoảng 50 mét của chú chị ha. Thì đường nhựa đó mình sẽ ra Phường An Hòa nè, chợ An Hòa và khu nghiệp Thành Thành Công, là ra trục chính Nguyễn Du nè, mình ngược lại là thị xã Thác Bàn nè, nói chung là đi tứ hướng. Rồi cô chú chị thấy quay sơ lại cái nữa, nhà đông đúc, đường rộng, xe hơi xe tải thì chạy vi vu luôn, đường rộng 7 8 mét, đường đá thông ra quốc lộ 22. Rồi em sẽ cập nhật lại cho cô chú chị mình kết thúc video ha. Thì đất mình được gọi là khu phố An Lợi, Phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích đất của mình là 10 m x 50 m, có thổ cư là 50 m. Đất mình sẽ quay mặt về hướng Tây của chú chị ha. Thì đất mình sẽ cách trung tâm thị xã Trảng Bàng là 3 km, cách chợ An Hòa và khu nghiệp Thành Thành Đông khoảng 2,5 km. Thì chủ bán giá là 2 tỷ. Cô chú chị mình có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo 0878948369. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mình sẽ mời cô chú chị mình ra ngoài xem một đoạn đường để tham khảo ha. Ở khu vực này là trung tâm đất đỏ ha, cô chú anh chị, đất này là giá chưa qua đầu tư ha, rất là rẻ đó, ha. Chưa có đất nào giá 200 triệu một mét đâu cô chú anh chị, thì 10 mét 2 tỷ là 200 triệu một mét. Khu vực này chưa có đất nào 200 triệu một mét cô chú chị ha. Cho dù đường đá, đường cùng trong sâu trong hẻm là phải trừ 220 230 có thổ cư cô chú chị ha. Đường nhựa 240 250 ha. 260 270 cô chú anh chị. Thì đường này mình sẽ thông qua quốc lộ 22. Ngay đầu đường mình nãy mình quay cho chú chị đó là đầu đường đá phía của mình là đường nhựa. Ở đây mình sẽ ra An Hòa ha cô chú chị. Ra trục chính Nguyễn Du ha. Từ vị trí đất của mình ra chợ An Hòa, Phường An Hòa bán kính từ 1,5 cây số đến 2,5 cây số của chú chị ha. Là bán kính ra chợ An Hòa, Phường An Hòa, khu công nghiệp luôn. Thì mình đây mình ra đụng ăn Phường An Hòa trước rồi tới chợ Hòa rồi xong mới tới khu công nghiệp Thành Thành Công, thì bán kính 2 km đổ lại của chú chị ha. Trước mặt mình hình chạy thẳng luôn là về trung tâm thị xã Trảng Bàng, mình ngược đây ra chợ Hòa gần hơn ha. Dân cư thì đông đúc rồi, rất đông đúc của chú chị.
Xin nhắc lại vị trí lô đất của mình là khu phố An Lợi, phường Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích đất của mình là 10 m ngang, hậu vô là 50 m, có 50 thổ cư. Giá bán là 2 tỷ của chính trị ha. Chính trị mình có nhu cầu liên hệ điện thoại Zalo 0878 948 369 gặp mình ha. Trước mặt màn hình mình đây là đường Nguyễn Du, trục chính. Mình sẽ quẹo phải là về chợ An Hòa và khu nghiệp thành công của chú chị ha. Mình quẹo trái là mình ra trung tâm thị xã Trảng Bàng. Đây, hướng đó về phường Hòa và trung tâm thị xã Trảng Bàng của chú chị ha. Thì mình sẽ mời cô chú chị mình chạy tiếp một đoạn nữa, vài trăm mét thôi tới cho chợ ăn vào của chú chị ha. Rồi tới đây mình là tới ngã ba chợ An Hòa của chú chị. Mình chạy thẳng luôn là về khu nghiệp Thành Công, quẹo trái cũng về khu nghiệp Thành Công. Chạy thẳng đó là mình về Gia Bình, quốc lộ Mai và khu nghiệp Thành Công. Đây là trung tâm chợ An Hòa của chú chị ha. Rồi em xin kết thúc video cho kính chúc của chú chị mình và chủ đầu tư đã tìm được lô đất ưng ý ha. Chạy xem kênh của mình và đăng ký kênh ủng hộ, xin chân thành cảm ơn. Hẹn của chú chị mình clip sau.